muốn cô share lại cái list câu hỏi đó ra không ạ? Có cần không? Thôi. Nhắm lại câu hỏi là bây giờ có cần phải cô có cần phải share lại cái list câu hỏi đó ra không, hay là mỗi nhóm đều có câu hỏi của riêng mình rồi và có thể trình bày cái bài bài đó của mình. À ok. Yes, so can you share the list of questions because each group they have their own questions but they don't know about other groups. So it will be better if they can see the list, the full list of the questions. Okay. Yeah, I do so. Okay. And then after that, we can start now because Yeah, I think we can start. Already, already. These are the set of questions. Đây là cái danh sách của các câu hỏi ạ. Rồi, bây giờ nhóm bên nào Xuân Phong trả lời trước ạ? Không phải trả lời mà trình bày về cái phần nghiên cứu của mình á. Okay, we can start now. So, you want them to volunteer or you can call each group? I think you can go ahead, group one, group two, serially. And okay. Each group is assigned 10 minutes time. Mm-hmm. I would request the group who are presenting, please switch on your video. Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah. And rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm theo thứ tự nhóm ha. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Và mỗi nhóm sẽ có 10 phút để trình bày cái câu hỏi của mình. Và khi mà các bạn trình bày thì các bạn hãy bật cái video của mình lên. Yes. And yeah, you will just let us know the name of the topic you are presenting. Okay. Và bắt đầu thì các bạn nói về cái câu hỏi của các bạn, cái tên của cái chủ đề mà bạn đang nói đến ha. Rồi mình bắt đầu với nhóm 1 ạ. This meeting is being recorded. Yeah, I will record the presentations, okay? Okay, sure. Rồi nhóm 1 bắt đầu đi ạ. I think let's start, please. Yes, I'm asking for group 1 to start. Okay. Alo, các bạn nhóm 1 đã lên chưa ạ? You have to finish all the groups in 1 and 10 minutes almost gone, so 1 hour 20 minutes. So, I request to start. Okay. Mình cần phải hoàn thành xong cái bài trình bày của các nhóm này trong cái buổi học ngày hôm nay. Và cho nên là chúng ta đừng có chần chừ nữa là mất thời gian của mọi người. Mình bắt đầu luôn đi ha. Bây giờ là có 33 bạn là Linh nghĩ là cũng đủ lớp rồi đó. Nhóm 1 là nhóm của ai làm nhóm trưởng à? Cúc-cú. Lam với chị Chi ơi, mọi người điều phối đâu hết rồi vậy? Nhưng bây giờ Linh không biết, cô cũng sẽ không biết được tình hình chính xác, cho nên là nhờ VMC điều phối giúp cho cái này hả? Nhóm đầu tiên là nhóm của anh Sĩ ơi. Nhóm anh Sĩ ơi. Thì bây giờ như mọi người nói là nhóm 1 là ao hết tách nhóm rồi, thì bây giờ bắt đầu nhóm mình bắt đầu với nhóm 2 ha.
Xin mời nhóm của anh Sĩ ạ. Theo anh biết là nhóm anh chưa có làm ăn được gì hết về cái này. Nên là giờ cũng không biết nói làm sao luôn á. Thật sự là nhóm không biết về cái việc là phải làm cái bài trình bày này ngày hôm nay. Ok. Nhóm anh không có gì để trao đổi hết. Ok. The first group, they haven't done the assignment. They don't know that this is the assignment for presentation today. So they didn't prepare. So the next group is ready. They can start now, huh? Okay, please start. Okay, rồi nhóm 3 bắt đầu đi ạ. Okay, xin chào mọi người. Dũng đại diện nhóm 3 để trả lời cái chủ đề thứ 3 nhé. Yep. Chủ đề thứ 3 là các cái điều bí ẩn trong việc mất một số ngày trong trong Tây lịch. Ok. Ok. Yeah. Mình có cần dịch không là mình nói tiếng Việt thôi. Do you want me to translate it or yeah, please because otherwise I will not understand. Okay. Okay. Anh được mà. Anh hãy thôi nhưng mà anh để nói tiếng Việt đi rồi Linh nói tiếng Anh đi. Để cho nó dễ, hiểu không? Giống như bình thường. Okay. Đi. Ok. Ok. Thì trong lịch sử phương Tây á, người ta ghi nhận này, trong cái lịch sử phương Tây thì có một cái giai đoạn mà có một số ngày không tồn tại trong cái lịch sử của họ. Vì sao nó lại có cái đó ta? Tại vì cái điều này thì chúng tôi sẽ giải thích. Thứ nhất là cái lịch mà chúng ta đang sử dụng hiện tại á, mình gọi là cái lịch Gregorian hay gọi là Tây lịch á, thì là cái lịch này á, nó được chính thức sử dụng vào tháng 2 năm 1582 bởi một ngài tên là giáo hoàng Gregorian 12. Bắt đầu từ giai đoạn đó cho đến hiện tại thì chúng ta sử dụng cái lịch mà chúng ta gọi là Tây lịch. Thì là cái tên chính thức của cái lịch chúng ta gọi Tây lịch, nó gọi là lịch Gregorian. Okay. Okay. Hãy dùng dịch tiếp. They are talking about the reason why there's some day missing in the calendar. Okay. Yes. And they're saying that we are using the like Western calendar, but actually it belong to the name is named after a pope. Of Gregory 12. Gregorian calendar. Yeah, Gregorian calendar, yeah. And it is just used from sometime. The February in 1582. Yeah. And before that, there's some day missing in the calendar. And they will continue. Yep. Okay. Và chính sự xuất hiện của cái lịch Gregorian đấy nó làm cho một số ngày đã bị biến mất trong cái lịch. Thực ra thì trước khi mà cái lịch Gregorian được sử dụng á, thì thế giới phương Tây họ sử dụng một cái lịch khác gọi là lịch Julian. Okay. Because of the born of Gregorian calendar, it caused some days missing in the Gregorian calendar. But before that, the Western people use another calendar. This is Julian calendar. Okay. The Julian calendar được đặt tên bởi Julius Caesar vào năm 34 trước Công nguyên, là cái người mà đã một cái xác lệnh là sử dụng cái lịch từ năm 34 trước Công nguyên đó. Thì chính vì vậy nó có tên gọi là Julian, là Julius Caesar. Okay. Okay. Cái cơ bản của lịch Julius Caesar là dựa theo cái nền tảng là một năm có 365 ngày và một phần tư ngày. Okay. Julian calendar was named after Julius Caesar. This is the like conqueror from before
Century. Yeah. Century. Yeah. And it was used from that moment, from that time until Grolian was born. And according to Julia calendar, there's 365 days and a quarter of the day belong to 1 year. Yeah. 1 year. So 1 year we have 365 and quarter days. Yeah. Okay. Và cái việc sử dụng cái cơ sở đó nó như là tuy nhiên á, sau thời gian cái việc sử dụng cả hàng ngàn năm, tuy nhiên sau một thời gian sử dụng á, thì người ta bắt đầu có một cái sự bất thường. Bất thường nó là gì ạ? Mọi người nhận ra là cái lịch Julian nó không còn chính xác nữa. Tại sao họ lại biết điều đó? Tại vì họ người ta thường thường người ta đánh mừng cái lễ phục sinh á. Cái lễ phục sinh là thường chỉ rơi vào ngày 21 tháng 3, thường đó là ngày xuân phân. Tuy nhiên á, có hàng ngàn năm á, thì tự nhiên họ thấy cái ngày phục sinh á, nó bị lệch đi, nó không còn rơi vào cái ngày xuân phân nữa. Tức là ngày xuân phân người ta phải nhìn đến thiên văn là thấy được. Nhưng mà người ta càng về sau này người ta thấy là tại sao là cái ngày 21 tháng 3 nó không rơi đúng vào cái ngày xuân phân, mà đúng ra là nó phải chính xác. Chính vì vậy mà họ phát hiện ra là cái lịch Julian nó không có chính xác, và người ta tìm hiểu và người ta phát hiện rằng á, cái lịch Julian á, nó đi nhanh hơn thực tế 11 phút một năm. Tức là một năm á, thực ra nó ngắn hơn là 365 ngày và 1/4 ngày, là 6 tiếng. Thực ra nó ngắn hơn 11 phút. Okay. And when they using Julian calendar, then after 1,000 years that people start to realize the time was not correct anymore, because usually lễ phục sinh là gì anh? Esther. The Esther day is equinox, spring equinox. Like spring day. And they can check it by looking at the stars in the sky at night to tell. But then after 1,000 years, because of the differences is in each year is very like little, but then it's accumulated after 1,000 years, then it will be a huge gap. Yeah. They start to see that it's just not correct anymore. Yeah, and to be exact, like each year is 365 days, a quarter days, less 11 minutes. And for 11 minutes, every year accumulated 1,000 times, then it will be big difference. So they start to realize that it's not correct anymore. Yeah. Và do đó thì khi mà sau các nhà khoa học người ta dưới sự hướng dẫn của chính quyền giáo hội ấy, thì họ không chấp nhận cái việc mà cái ngày lễ phục sinh nó bị lệch đi, cho nên họ mới nghiên cứu và họ quyết định rằng họ phát hiện ra cái 11 phút đấy, và mọi thứ đấy thì các nhà khoa học và giáo hội giáo hoàng ấy, sẽ ra một cái sắc lệnh là bắt buộc là tất cả các nước châu Âu theo Thiên Chúa giáo là phải chỉnh lại cái lịch mới theo cái hệ thống tính ngày, tính năm mới, thì gọi là cái lịch Gregorian đấy. Thì cái sắc lệnh nó có hiệu lực vào tháng 2 năm 1582. Tuy nhiên thì để mà sử dụng qua một cái hệ thống lịch mới á, thì mình cần phải gọi là compensate, mình phải bù vào cái sự lệch lạc đã diễn ra trong hàng ngàn năm qua. Đúng không? Vì do là cái ngày nó đi nhiều hơn thực tế, cho nên mình phải bỏ bớt cái ngày nó đi để mà nó gọi là hiệu chỉnh lại cái ngày cho đúng với thực tế. Thì tại cái thời điểm mà giáo hoàng yêu cầu cái việc chuyển đổi đó, thì các quốc gia họ sẽ bỏ bớt khoảng 10 ngày ra khỏi cái lịch của họ trước khi họ chuyển đổi qua cái hệ thống lịch mới. Okay. And for the reason of religion's reason, they want the Easter day right on the spring day. Equinox. So, the Pope and also the scientists work under the government of the Pope. They
they researched again and they found out the reason. And therefore, they decided, the Pope and the scientists decided to use another type of calendar, which is Gregorian calendar we use right today. But to compensate the differences between the Julian calendar and the Gregorian calendar, there is 10 days is need to be cut out. So that's the reason why the Pope, together with the powers of his, they forced all the like Western countries to cut 10 days out of the current calendar and start using Gregorian calendar since February 1582. Tuy nhiên một điều thú vị là không phải tất cả các quốc gia họ đều đồng tình với cái việc mà cắt ngày như vậy, đặc biệt là một số nước ban đầu họ rất là đồng ý với nước Pháp, nước Hà Lan, tuy nhiên nước Anh chẳng hạn là một trong những cái nước mà họ không đồng ý với quyết định của giáo hoàng. Và tại thời điểm mà thế kỷ thứ 16 đấy, họ không đồng ý chuyển đổi qua lịch mới. Mà mãi đến thế kỷ thứ 18, vào ngày một năm và cuối thì đến 1752 thì họ mới đồng ý chuyển đổi sang lịch mới. Ví dụ như ở nước Anh đi thì họ ra một cái xác lệnh là từ ngày 2 tháng 9 năm 1752, sau một đêm ngày 2 tháng 9 năm 1752 thì cái ngày tiếp theo không phải là ngày 3 tháng 9 mà sẽ là ngày 14 tháng 9. Và họ đã bỏ đi 11 ngày. Tại sao 11 ngày mà không phải 10 ngày? Tại vì 10 ngày là vào thế kỷ thứ 16 đúng không? Nhưng tại vì với 128 năm á, thì họ đã mất đi một ngày. Chính vì vậy nước Anh họ đi sau nên họ phải trừ đi hết 11 ngày. Và chưa hết là dịch luôn cái cục này gần xong rồi. Là không Anh không phải là nước cuối cùng. Ở châu Âu, nước Nga đến thế kỷ 20 mới đổi. Và nước cuối cùng đổi là nước Thổ Nhĩ Kỳ năm 1923 mới là nước cuối cùng ở châu Âu chuyển đổi sang lịch mới. Chứ vì vậy mọi người có nhớ là cuộc cách mạng tháng 10 không? Là theo lịch cũ á. Mọi người có nhớ không? Là không có lịch mới, lịch cũ. Tại sao tháng 10 chứ mà tháng 11 dương? Tại vì Nga hoàng là đến 1917 nước Nga thì mới chuyển sang lịch mới. Chính vì vậy mà mỗi một quốc gia nó có một cái sự chuyển đổi từ lịch Julian sang lịch Caesar khác nhau. Và đó là cái nguyên nhân chỉ là sự khác nhau ở Julian, khác nhau giữa sự mất bao nhiêu ngày đó trong cái hệ thống lịch. Okay. And the interesting point is that this is under the power of the Pope, but not every country follow the decision of the Pope. So some, for example, like some country doesn't agree with that. With that decision, for example, like French or England or Holland. No, France and Holland is accepted, but England did not accept. Okay, tại hồi nãy anh nói. Okay. French and Holland is accepted, but England they doesn't accept it. Agree with that after like this this decision happened in 16th century, but only until 18th century that England agree to follow the Julian calendar. But at the time, because they are late in converting, so they are not deduct 10 days, but they deduct 11 days because after 28 years, that one more day. Yes, yeah. Actually, when England they change it in September, they change it to the next day. They change it to like 13 September. And England is not the last one to agree on the change. There's still other countries change later. For example, like Russia, they only until
19th century that they changed. And the last country changed to the new calendar is Turkey, only until 1923. 23. Yeah. Yes, they started to change the new calendar. Yeah. Yes. Em giỏi không anh? Yeah. Một cái điều thú vị nữa là khi mà cái có điểm cuối cùng là khi mà các quốc gia họ chuyển, họ cắt bớt 11 ngày á, trong để họ chuyển từ lịch cũ sang lịch mới, thì rất là nhiều người họ không đồng ý, người dân thường họ không đồng ý, thì họ nghĩ rằng á là cái cuộc đời của họ bị mất, lấy mất 11 ngày đi. Có nghĩa là họ bảo ôi cuộc đời của tôi mất 11 ngày, nhưng thực ra là không phải vậy. Nó chỉ là cái sự thay đổi về mặt số học, về cuộc đời vẫn như thế thôi. Chẳng qua là cái 11 ngày đó nó không được tồn tại trong cái lịch sử ghi chép, trong lịch sử thôi, khi mà mình chuyển từ lịch cũ sang lịch mới thôi. Thì một số các cái giả thuyết là có những cái cuộc biểu tình của dân chúng khi mà người ta phản đối là trong việc lấy mất 11 ngày trong cuộc đời. Nhưng mà hình như trong sử sách họ ghi là gần như là cũng không có cuộc biểu tình lớn nào. Nhưng mà đó là một cái điểm thú vị trong lịch sử phương Tây. Thì sẽ ví dụ như ở nước Anh sẽ không có ngày 3 tháng 9 cho đến ngày 13 tháng 9 năm 1752 là sẽ không tồn tại trong lịch sử, tại vì ngày đó thực sự là không tồn tại, vì người ta sẽ bỏ bước đi để mà chuyển sang lịch mới. Ok, câu chuyện mình kết thúc đến đây. Rất hay luôn, em bây giờ mới biết. And another interesting point that some other like citizens, like normal people, they are not involved in power or politics or something. They feel that it's just out of nowhere. Their life is missing, is cut out 11 days, and they are unhappy for that. There's some like, this is not written in the history, but rumor or like unofficial news that there's some here and there. There's a protest of that 15 days, but it's not too big deal. And actually, it is not like their life is cutting out 11 days. It's just the record. It's just the name of the day is different, but their life is still the life. Ok, cảm ơn Linh, cảm ơn Linh đã dịch cho mọi người. Dạ, cảm ơn. That's all, teacher. Ok, presentation. Ok, so yeah, that's I would say it's time-wise it has taken a little more. But I know because of the translation. Yeah. I understand. So don't worry. And secondly, facts are very well collected and arranged. So I am sure right now you're presenting the facts, but I'm sure when you are telling this to the children, it will be in a story form. And you can also include, you know, the picture of the month of September of that year. Shows, you know, the after day second, suddenly, you know, September 13th come and all like that. Yeah. Very interesting to see. Yeah. Sure. Thank you for coming. Yeah. Cô nói là nhóm anh Dũng hơi lố giờ một chút xíu, nhưng mà cô hiểu bởi vì cái đó là còn cộng dịch nữa. Thì tất cả những cái chi tiết, những cái thực tế đã được ghi nhận rất là đầy đủ. Và nhưng mà ở đây thì anh Dũng chỉ đang trình bày dưới dạng những cái chi tiết gạch đầu dòng kiểu vậy. Nhưng mà nếu trình bày với trẻ thì mình nên kể nó ở dưới dạng một câu chuyện, làm cho nó ngắn hơn. Thả thêm thắt mông má, những cái slide hoặc là những cái hình ảnh để thể hiện cái sự thay đổi về lịch, ví dụ như là từ ngày này qua ngày kia kiểu như vậy. Okay. Thank you. This was group 2. No, this is group 3. Group 3. Okay. Yeah. Thank you. Now we go back to group 2. Okay. Rồi. Bây giờ mình chuyển qua nhóm 2 ha.
1.2 bắt đầu đi ạ. À. Ai sẽ là người nói của nhóm 2 ạ? À? Alo, alo. Alo. Cả nhà nghe. Yes, em, chị Hải nói không? Dạ nghe ạ. À. Alo. Dạ nghe ạ. À. Dạ ừ, ừ, con nghe được chị Hải nói không? Dạ nghe. À, nghe được rồi hả? Rồi, dạ. Chị xin phép là đại diện nhóm 2 trình bày. Dạ. Rồi, câu hỏi của nhóm bên chị là tại sao lại có năm nhuận? Ừ. The questions of group 2 is why there is a leap year. Okay. Yes. Rồi chị. Còn chị. Ủa chị hai đơ rồi. Hello. Yes. The one who present is. Rồi chị nói đi ạ. À. Chị nói tiếp đi ạ. À. Chị Hải ơi, chị nói tiếp đi ạ. À. Hoặc là nếu như mà nhóm nào mà đã sẵn sàng rồi thì có thể xung phong để tiếp tục ạ. À. Nếu mà nhóm 2 chưa có sẵn sàng lắm về đường truyền hay về nội dung hay gì đó thì Linh không biết. Nhưng mà để đỡ mất thời gian của mọi người thì mình chủ động đi ạ. À. Chị Hải ơi, em không nghe bên phía bên chị ạ. À. Chị đang tắt tiếng đúng không ạ? À. Có nhóm nào tiếp tục không ạ? À? Alo cả nhà. Alo. If any other group is ready, they can start. I'm asking them. Có nhóm nào sẵn sàng để nói tiếp không ạ? À? Mình đừng có dừng lại quá lâu nha, bởi vì mình thời gian mình không có. Nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6, nhóm 7, nhóm 8, nhóm nào đã sẵn sàng rồi ạ? À? Ok, nhóm 6 xin mời ạ. Dạ, xin chào các anh chị. Dạ, em là Giang, xin đại diện cho nhóm 6 để trình bày cái phần bài trình bày của nhóm 6 về các loại đồng hồ. Chắc em nhờ, dạ. Rồi. Chắc em nhờ anh Hiếu trình chiếu cái slide của team em á, để trong thời quá trình đó thì em... Ok, sure. So, vậy VMC assign cho bạn Hiếu làm call... host để bạn có thể share cái slide của bạn được không ạ? Now group 6 will present. Rồi có thể share rồi Linh ơi. Được chưa ạ? And their questions is different types of clocks. Okay. Anh Hiếu sẵn sàng chưa ạ? Yes. Hello, anh Hiếu ơi. Yeah, sorry mọi người. Hay là em có share được không? Thì em vừa nói vừa share cái màn hình luôn cho nó dễ. À, dạ vậy thôi để em share màn hình em cũng được ạ. Đúng rồi. Xin mời VMC ở xa cho bạn Giang. Yeah, em sorry. Video setting. Ê, được không Giang ơi? Dạ rồi. Ừ.
Giang ơi, xong rồi em bật bật màn hình của em, bật camera của em lên luôn nha. Yeah. Ủa sao em sorry em không share được á. Anh Hiếu có thể hỗ trợ em được không ạ? Nếu mà không có share màn hình thì à bây giờ em mới làm được, em mới share được á, bây giờ em share đi, chị thấy em là đồng chủ trì rồi đó. Dạ rồi. Share screen. Ok. Camera we can to watch background. Mọi người đang thấy em đúng không ạ? Đúng, đang thấy Giang nhưng mà chưa thấy màn hình của Giang. Sorry, em không biết cắt luôn. Gửi nó lên group Zalo đi, anh share cho. Dạ dạ, vậy em gửi lên group Zalo anh share giúp em nha. Em không share. Dạ, em vừa gửi ạ. Dạ, anh sẽ giúp em. Em ơi, em chưa có xe quyền truy cập cho anh. Anh không mở được. Dạ. Cách nhập file, download. Dạ, PowerPoint. Anh cho em xin một phút. Dạ rồi. Yellow, your phone. Chọn tiếp tin. Yellow, cái loại đồng hồ. Dạ rồi, em vừa gửi cái file lên rút dưới dạng PowerPoint luôn đó. Dạ rồi ạ. Ok, để anh xem. Dạ, dạ vâng, anh sẽ giúp em. The recording has stopped. Dạ. Vâng, hôm nay em xin thay mặt nhóm 6 để được trình bày This meeting is being recorded. Các loại đồng hồ mình đã từng có trong lịch sử nhân loại. Thì đầu tiên hết, tức là đồng hồ mà cổ xưa nhất á, chính là đồng hồ mặt trời. Thì từ những năm 3500 trước công nguyên thì người Ai Cập đã bắt đầu xây dựng những cái cột lớn để xác định thời gian. Em không em phải dừng lại để cho chị dịch nữa. À dạ. The most ancient clock is the sundial, sun clock, and this is the Greek who built the very big pole. So the sunlight will shine on that, and it will tell what time is it. Yeah. Yes. Vâng, thì cái đồng hồ này á là một cái dĩa tròn và được chia làm 12 phần bằng nhau và một kim với có một cái kim đã hứng cái bóng của mặt trời, thì chính cái bóng đổ đó nó sẽ xác định cái giờ. It is a round dishes and divided into 12 equal parts. And in the middle there is a point. And when the sun shining on the clock that pole will have the shadow on the dish, so it will tell what time. Yeah. Thì
ưu điểm của nó là đơn giản và dễ chế tạo, nhưng mà cái nhược điểm của nó là chỉ dùng được vào những ngày có nắng thôi và phải điều chỉnh liên tục những cái mặt số, vì trong các mùa của năm thì sẽ có những cái ngày dài và ngày ngắn khác nhau, và ở những cái góc chiếu khác nhau của mặt trời sẽ cho những cái bóng phản chiếu khác nhau nên nó sẽ có sự sai lệch. The good point is the strength of this clock is very easy to build, but the weak point is that it only works when there is a sun. When the day there is no sun or the cloud is cover the sun, then we cannot see the time. And also they need to adjust the number on the dish because during the year there's a time day is longer than night and vice versa. And also there's many, and also the when the shadows comes down, the difference is big, so we cannot tell exact time. Dạ, yeah. Rồi vậy mình bước qua cái hình tiếp theo giúp em nhanh sĩ. Dạ. Yeah. Rồi, cái đồng hồ thứ hai này người ta gọi nó là đồng hồ sao. Và dạ. Và gì nữa nói đi. Và cái phương pháp canh thời gian này được sử dụng vào ban đêm, để canh thời gian vào ban đêm, tức là khi không có mặt trời á. Okay, the next clock is the star clock and this is used at night, when there is no sun to use sun clock, they use star clocks. Yep. Thì những khoảng thời gian, những năm thì nó được sản xuất, nó được phát minh ra vào những năm 600 trước công nguyên cũng bởi người Ai Cập luôn. It is invented in 600 before century, and it was also invented by the Greek. Yeah. Thì dụng cụ của nó sẽ gồm là một cái thanh thước nằm ngang và gắn với một cái sợi dây rọ. Thì cái dây rọ này nó sẽ luôn luôn dựng thẳng đứng và dựa vào cái góc thay đổi của cái hướng về sao Bắc Cực á, thì nó sẽ xét với cái dây rọ này một cái góc, và từ cái góc đó thì mình sẽ xác định được một cái điểm trên cái thước, và đó chính là cái giờ vào ban đêm. This machine is used with a ruler, and there's dây dọ là cái gì không biết luôn. A heavy things hang with a clock, and they compare it with the sao Bắc Cực là cái gì? North Star. The North Star and the angle of the North Star with the rope to indicate what in the ruler to tell what time is it. Yeah. Thì cái ưu điểm này á thì sẽ đo lường được thời gian vào ban đêm, nhưng cái nhược điểm là nó sẽ không đo được thời gian vào ban ngày, và hôm nào mà thời tiết không tốt, ví dụ như là có mây á, thì sẽ không thể quan sát được cái hướng di chuyển của các ngôi sao. The good point also is easy to use, easy to build, but the weakness is that we only can use it in nighttime. We cannot use it in daytime, and also there are some days that the clouds is cover the sky. We cannot see the star, so we cannot use it. Yep. Yeah. À, vâng, cho em xin cái hình tiếp theo ạ. Rồi, cái đồng hồ thứ ba đó là cái đồng hồ nước. Cái đồng hồ nước này thì người ta không có xác định được cái thời gian, cũng như là không xác định được cái nơi xuất xứ của cái đồng hồ. Nhưng mà nó được tìm thấy vào khoảng thế kỷ thứ 16 trước công nguyên ở Ai Cập. Thì cái đồng hồ... Dạ, chị Linh. The next one is the water clock. Actually, there's no document to state what when it was invented and who invented, but the first time they see it, they found it is in the
16th century before century. 16, yeah, before century. Đồng hồ nước đo, đồng hồ nước này nó sẽ đo cái thời gian chạy của một cái lượng chất lỏng và thường là nước. Thì nó sẽ có một cái thiết, có một cái thiết bị đựng nước là như một cái chén vậy đó, sau đó nó có một cái lỗ nhỏ để cái dòng chảy nó có thể chảy qua, và trên cái chén mình sẽ vạch những cái vạch của thời gian á, và khi cái dòng nước nó chạy tới đâu á thì mình có thể xét xác định được là cái thời gian lúc đó là thời điểm nào. Actually this is have the a bowl with a very like tiny hole. They will fill water on the bowl fill, and there's some indicator on the bowl. And when the water drops down, then the water level on the bowl will decrease, and they will based on that to tell what time is it. Ở đây có thêm một cái thông tin là theo thời gian đó, thì người ta xây dựng cái đồng hồ nước này ngày càng phức tạp hơn và sử dụng cái hệ thống bình thông nhau và để chỉ cái giờ, rồi đi kèm với cái phát minh là cái dạng mà đồng hồ nước mà cái bình thông nhau đó là cái đồng hồ của cái vị vua tên là Azarazi, một cái vị vua Ả Rập nổi tiếng vào năm 1136 đến 1206. là cái hình kế bên đó chị. Dạ, okay. Chị. Okay. By the time the design of the clock water is getting more sophisticated, more complicated, they use the system of the same level of different, I don't know how, what words is this, but is it called bình thông nhau là different tank would have the same level of water of yeah, and this is in the picture you see is the water clock of a king in Arabian yeah. Và cái hình cuối cùng chính là cái đồng hồ voi của cái vị vua Ả Rập mà em vừa miêu tả. Ông sống khoảng thế kỷ 12, đúng là khoảng năm 1236. The last picture is the most sophisticated one that they recorded, and it is belong to the king, your Arabian king in 12th century. Yeah. Rồi, cho em xin cái hình tiếp theo ạ. Rồi, và bây giờ thì không còn ở cái những nước Tây phương nữa mà chúng ta về đến Trung Quốc. Thì ở Trung Quốc đây là đồng hồ nến. Now we move from the western countries to the eastern country. And this is the candle clock, which is invented by Chinese. Yeah. Thì không chắc có từ bao giờ, thì theo một số những cái tài liệu tham khảo của Trung Quốc có nhắc đến cái đồng hồ này khoảng thế kỷ thứ 6. We are not sure the first time when it is invented, but as recorded in 6th century, some people mention it is about this clock on some like document. Yes. Right. Và họ dùng cái việc là cây nến đốt á, và dựa vào cái chiều dài còn lại của cây nến đốt để đo cái thời gian. They based on the candle, and it is divided based on the length of the candle and how long is how much the candle burned itself. Then is we can tell what how many time has passed. Ưu điểm của nó thì nó rẻ và có thể dùng được thắp sáng cùng một lúc và xem giờ luôn và ban đêm hoặc là những cái ngày mà u ám không có đủ nắng. The good point is it's cheap and it's also easy to use,
And it's also used for lighting when at night and on a day there's no sun. Yes. Yeah. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là do là nó tốn nhiên liệu. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái tốc độ cháy của nó lại phụ thuộc nhiều, nhiều khi là gió và cái chất lượng của từng loại nến nên nó không có đồng đều. But the weakness is that it is consuming. And also it depends on the wind, depends on the quality of the candle. So the time is not so precise. Yeah. Rồi, mình dạ cho em xin cái hình tiếp theo ạ. Cô bạn đó đâu rồi? Rồi. Và ở cái đây là cái đồng hồ hương nhang. Cũng là ở Trung Quốc vào khoảng thế kỷ thứ 6. This one is the incense clock. It is also in China in the 6th century. Dạ. Yeah. Thì giống như mình coi trong phim Kiếm Hiệp Hồng Kông á, người ta hay nói là một nén nhang hay hai nén nhang á, thì cái cấu tạo thường gặp của cái loại này á là một cái thanh nhang được đốt và treo kèm với nó là một cái quả cầu bằng kim loại, nó được buộc dọc theo, và khi mà cái cây nhang được đốt hết á thì cái quả cầu này nó rớt xuống và nó tạo ra một cái âm thanh báo hiệu cái giờ vào thời điểm đó. As we can see in some movie that they measure the time by you sit here in 3 instant, and then actually this clock works like an incense burns and there's a bell attached with the incense, and whenever the incense burns out that the bell was ring. And then they know that time's up. Yeah. Rõ sao nữa cưng? Dạ. Nó dập tắt cây nhang rồi sao? Dạ, bởi vậy cái đó là nhược điểm của nó cũng giống như nến á. Thì đồng hồ nến tức là tùy nó phụ thuộc vào gió cũng như về việc đốt á, nhưng mà đồng hồ hương thì nó có thể cháy được tốt hơn so với lại đồng hồ nến. Similar to candle clock, this one also depends on the winds and the quality of the incense, but it is more precise than a candle clock. Yes. Rồi, ngoài ra còn có một cái loại đồng hồ nhang khác á, là người ta có thể đánh dấu từng cái đoạn nhang với những cái màu khác nhau thì cháy đến cái đoạn màu nào, hoặc là đến một cái mùi hương, hoặc là đánh dấu bằng cái mùi hương khác nhau, thì khi nó cháy hết cái đoạn mùi đó hoặc cái màu đó, nó qua một cái mùi hoặc là cái màu khác thì coi như là qua một cái khoảng thời gian khác. Another type of incense clock is that for the big and long incense, they divide it into different colors, or they put different fragrance together with different colors. Whenever there's the incense burn out the part, then it's moved to another colors, or and it smell, it have a different smell. Then people know that an hour has gone or something. Like they divide it into equivalent, like equal parts to tell time. Yeah. Okay. Cho em xin cái hình tiếp theo. Rồi, cái đồng hồ tiếp theo là cái đồng hồ cát. The next clock is sand clock. Dạ, và tìm thấy vào thế kỷ thứ 8 tại Pháp. It was found in 8th century in French. Dạ, thì nó đơn giản lắm, nó có cấu tạo gồm hai cái bấm thủy tinh và kết nối với nhau bởi một cái cổ hẹp, và nó chứa cát rất là mịn ở trong đó, và quãng thời gian chủ yếu là để sử dụng để đo những cái quãng thời gian ngắn, ví dụ như là 1:30, và ví dụ như một cái lượng cát được quy định bởi một cái lượng giờ, và khi cái lượng cát đó chạy hết thì coi như chúng ta cũng vừa trải qua một cái lượng thời gian tương ứng như thế. It is built from two pipes connected by very narrow neck
and very like fine sand, and the sand will flow through the neck. And usually this is used for measuring a short time period. For example, like a 1 hour, 1.5 hour, then they know that all the sand is go through from one side to another side. Yes? Yeah. Và ưu điểm là đơn giản, gọn nhẹ và có thể tái sử dụng được nhiều lần và không tốn nhiên liệu. The good point is that it's easy, simple, easy to use, and we can reuse it many times. Yes. Yeah. Rồi thì rồi sau đó thì nó được sử dụng rộng rãi do là nó do nó tiện dụng và nó dễ làm nên nó được sử dụng rộng rãi. And the usage is so popular because of it's simple and it's easy to yes. Em xin cái hình tiếp theo nha. Chắc em cần nói nhanh tại em thấy em chiếm nhiều thời gian quá. Và cái đồng hồ này thì nó tương tự giống như cái đồng hồ nước, là nó sẽ giảm theo cái mực nước. Đồng hồ này là đồng hồ dầu và cái dầu trong này là dầu cá voi. Người ta sẽ đốt cái dầu này thì khi cái mực dầu nó giảm đi và sẽ có những cái vạch ở trên cái đồng hồ để biết là cái dầu nó giảm tới đâu á, thì đó chính là cái thời gian hiện tại ở đó. Yeah. This is also a oil clamp clock. This is used from the well oil, and there's indicator on the bottle of the oil. So whenever the oil burns, and then we tell how many time has passed. Yeah. Rồi, nó được sử dụng thịnh hành ở thế kỷ thứ 18. It is used in 18th century. Yeah. Ưu điểm là rẻ và có thể xem giờ vào cả ban ngày và ban đêm, hoặc những ngày không có nắng, nhưng mà nhược điểm của nó là tiêu tốn nhiên liệu. The good point is easy to use, and we also can watch the can see the clock in daytime, nighttime, even in cloudy day. But the weak point is consuming. Yeah, rồi em xin đến cái hình tiếp theo. Dạ, đây là đồng hồ quả lắc. This is a pendulum clock. Yeah, được phát minh bởi một cái nhà khoa học người Hà Lan tên là Christian Huygens vào năm 1656. It was invented in Holland by the name of a scientist in some year. Yeah. Và nó được cấu tạo là gồm một cái con lắc và một cái màn hình đồng hồ. Thì cái lực của chuyển động cơ học lắc của con lắc đó nó sẽ biến thành cái chuyển động của những cái cây kim và từ đó thể hiện cái giờ được xác định tại thời điểm đó. Và con lắc nó di chuyển theo những cái chu kỳ đều nhau. The movement of the heavy the pendulum will create the power to move the hand of the clock in equal time. Yeah. Ưu điểm của nó là thời gian nó chính xác hơn đồng hồ nước và các loại đồng hồ đốt ở trên. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là nó do cái dao động của con lắc, nên khi mà cái dao động nó bị ảnh hưởng giống như là đi trên tàu thuyền, tàu hỏa hay xe á, thì gây ra rung lắc và gây đến sai lệch về mặt thời gian. The good point is it's more precise than other clocks before that. But the weak point is this, because it depends on the movement of the heavy things. So whenever it is on an unstable surface, like when moving on the train or a carriage, then it's just not exact anymore. Yeah. Yep. Em xin cái hình tiếp theo. Dạ, em xin cái hình tiếp theo. Chuyển slide. Dạ,
Cái đồng hồ này á thì nó dựa vào, cái đồng hồ này là đồng hồ cân bằng, hay người ta còn gọi là đồng hồ tóc xoắn ốc. Okay, this is a balance clock, or we can say mechanical watch. Yes. Dạ, cái động lực được được xảy ra ở đây chính là cái việc mình lên dây có hay là mình tạo một cái lực căng của lò xo. The momentum is created by we turn the wire of the clock. Yeah. Yes. Thì chính cái lực đó đó, nó khi mà nó sẽ tạo ra một cái phản lực, và chính cái phản lực đó nó làm cái kim nó di chuyển trên mặt đồng hồ, và từ đó chúng ta xác định được giờ, gọi là đồng hồ lên dây cóng. When we wind the clock, then there's a force created to move the hands of the clock. Yes. Yeah. Thì ưu điểm của nó là đặt ở đâu thì nó cũng chạy được, nó không có cần tốn nhiên liệu, thiết kế cũng khá đẹp, nhưng mà nhược điểm vẫn là có một cái độ sai số so với lại, tức là nó vẫn có một cái độ sai số nhất định. The good point is beautiful, is easy, not easy, but it's convenient and more precise, but it still have the differences for winding the clock. Yes. Yeah. Rồi, em xin cái hình tiếp theo. Yeah. Cái đồng hồ này là cái đồng hồ tinh thể thạch anh. This is the clock. Yeah. Thì nó được, đồng hồ này đến thời điểm này đã bắt đầu sử dụng pin, và trong đó nó có một cái bộ nam châm và những cái hệ thống bánh răng chuyển động cũng tương tự như là cái đồng hồ lên dây cót lúc nãy nhé. Và những cái bánh răng này chuyển động theo một chu kỳ, và từ đó tạo ra cái momentum để cho cái kim nó di chuyển. Until now it is have the battery and also have it also từ lâu hết, tới đây là tôi rối não rồi, nó không có bình thường nữa. Dạ, yeah, thì nó cũng có một cái hệ thống bánh răng, và nó sử dụng chính cái điện này, nó cung cấp cái nguồn năng lượng cho cái bánh răng này nó di chuyển, và từ đó nó tạo cái lực để cho cái kim đồng hồ di chuyển. Bánh răng là gì ta? It have a gear. It have a different gear, and the power from the battery will create the momentum for the gear to turn. And it will why it will make the hands of the yeah. Và đến thời điểm này á, thì cái độ chính xác đã rất là cao rồi, do là sử dụng pin, và cái độ chính xác là từ 5 cho đến 10 giây một năm, tức là nó chỉ sai số 5 giây đến 10 giây một năm thôi, và giá thành nó rất rẻ. And for now this is very precise already. The difference is only about 5 to 10 seconds a year. And because it's run by battery, so it doesn't, and the cost is also very cheap. Yeah, nhưng mà nhược điểm của nó là mình phải thay pin định kỳ, rồi nó khá nhạy cảm với độ ẩm, như là nước á, vào nước thì nó sẽ hư, và nếu bị tác động mạnh bởi một cái việc gì đó nó làm hư những cái cấu trúc ở bên trong á, thì coi như là cái đồng hồ hư luôn và không sửa chữa được nữa. But the weakness is that is that we need to change the battery. Sometimes after use, and it is very sensitive to the moisture. If there's moisture, it can make the watch broken. And also, if there's a very like strong forces on it, it also can stop. Yeah, yep. Em xin cái đồng hồ tiếp theo ạ. Em xin cái đồng hồ. Rồi đến bây giờ nó là cái đồng hồ điện tử rồi, thì là sẽ là cái hệ thống ở bên trong, và nó gắn với lại một cái màn hình LCD. Cái màn hình, yeah. It is electric clock, and this is have the internal system attached with the LCD screen. Right. Yep. Yeah, nó được sản xuất tại Mỹ vào những năm 1972.
it was invented in USA in 1972. Yeah. Những pin nó cũng tạo ra những cái chuyển động ở bên trong và từ đó nó hình thành những cái con số thể hiện trên cái mặt đồng hồ. Mm. The battery also create the force for this, but it is turned out to the numbers on the LCD screen. It's not winding the hand anymore. Yeah. Và bây giờ thì giá là rất rẻ, tuổi thọ pin có thể lên đến 10 năm. Mm. And the price is very cheap and the battery long life time is 10 years. Yeah. Rồi, thì cái nhược điểm á là cái màn hình LCD có thể bị hư hỏng do va chạm và tiếp xúc với nhiệt độ cao. Mm. The weakness is LCD screen can be broken by a strong force or maybe the heat. Dạ rồi. Vâng, tiếp theo ạ. Nhiều quá phải. Rồi, bây giờ đã đến đồng hồ cảm ứng ạ. Thì nó tương tự như là cái đồng hồ pin lúc cái đồng hồ mạch điện tử lúc nãy, nhưng mà bây giờ cái màn hình nó có thể cảm ứng được và mình có thể điều khiển trên màn hình ạ. Mm. Now it's a smart watch and it's similar to electric watch, but now we can touch on the screen and adjust things. Yep. Yeah. Ưu điểm thì nó rất là nhiều tính năng, nhưng mà nhược điểm của nó là tuổi thọ nó ngắn. Rồi tối đa dùng được có 10 năm và phải sạc năng lượng liên tục, mà nếu vào nước thì coi như là nó hư luôn ạ, mà nó rất tắt. The good point is that there is many indicator. There's many function you can use in it, but the weak point is it's very expensive and the long lifetime is shorter, maximum is 10 years. And it's also very sensitive to nhạy cảm với gì ta? Yeah, nhạy cảm với nước và to moisture. Yeah. Yes. Rồi, em xin cái đồng hồ cuối cùng ạ. À, còn nữa hả? Rồi, cái đồng hồ này là cả một chuỗi công nghệ, đó là đồng hồ hạt nhân. Đồng hồ nguyên tử hạt nhân. Okay, this is atomic clock. Yep. Yeah. Thì nó được chế tạo bởi Hoa Kỳ vào năm 1949. Invented by USA in 1949. Yeah. Nó được hoạt động dựa trên cái việc là cái nguyên tử hạt nhân đó nó dao động và cái tần số dao động của nó là không đổi, nên từ đó có thể quy thành cái đơn vị để đo lường. It based on the mechanism of the atom is fluctuate in a constant frequency, so they use it to measure time. Yeah. Ưu điểm của nó là bây giờ cái độ chính xác nó cao đến mức nó có tính thời điểm gần như là hiện tại luôn, và cái độ sai lệch của nó là chỉ 300 triệu năm nó mới sai một giây, nó mới lệch một giây. It's super precise, and the difference is in 300 million years that it will cause a difference in 1 second. Yeah, và nên nó được ứng dụng trong những cái hoạt động giống như là tên lửa, máy bay không người lái, và đặc biệt là để đo thời gian chính xác và định vị cái khoảng cách giữa các vệ tinh. So is this usage in in aeroplane, in astronauts, in satellite business. This is used for very precise things. Yeah. Dạ vâng, bài trình bày của nhóm 6 đến đây là kết thúc, và cảm ơn thời gian của mọi người. Thank you. Okay, group 6, very detailed presentation, very well researched presentation. Thank you very much. Cảm ơn nhóm 6 nha, bài trình bày rất là chi tiết, hình ảnh rất là rõ ràng. Các bạn đã hẳn để rất là công phu, cảm ơn các bạn rất nhiều. Yes. So group 3 also had done very good work. Thank you to both of you.
Only point is here, like, yeah, of course, time, of course, the time taken is more, but I just didn't want to stop you because you are doing a very good presentation. Mặc là tốn rất nhiều thời gian nhưng mà tôi không có muốn ngắt lời các bạn bởi vì các bạn đang làm bài trình bày rất là tốt ạ. Yes. Okay, so yeah, we have time. We will go ahead with another presentation till the time is there. Okay, tiếp theo ạ. Nhờ nhóm nhà Xuân Phong tiếp ạ. Who's the next group? I'm asking. Nhóm 4, nhóm 5, nhóm 8, nhóm nhà sẵn sàng rồi ạ. Nhóm em nha. Nam ơi, nhóm mình nhóm mấy? Ok, group 5. Ok. Nội dung của nhóm em là về các ý nghĩa của tên của các thứ trong tuần và các tháng. Tuy nhiên là bởi vì trong cái nội dung buổi học của hôm trước á, thì cô Neta đã có nói toàn bộ những cái ý nghĩa theo về tiếng Anh rồi, về theo tên các tháng và tên các thứ, nên bọn em sẽ không có nhắc các ý nghĩa tiếng Anh nữa. Bọn em sẽ chỉ nói đến những cái nội dung tiếng Việt mà nhóm em tìm được thôi. Chị trên cái điều này cho cô ha. The topic of the group 5 is that the meaning of the name of month and days of the week, and because last session in the lesson we also study about the meaning of name of month and days of week in English already. So now they just present the name in Vietnamese, what they found in Vietnamese. Okay? Okay. Okay. Rồi em bắt đầu đi em. Thì cái nguồn gốc tên của các thứ của Việt Nam, thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, nó thực chất nó chỉ là cái sự phiên âm chữ thôi. Rất là bởi vì là cái chữ hiện tại chúng ta sử dụng là cái chữ quốc ngữ, thì nó được bắt đầu từ cái thế kỷ 16 khi mà chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ ở châu Âu, và bằng cái việc mà truyền bá đạo á, thì họ đã tìm cách để sử dụng những cái ký âm Latin với cái chữ nôm của mình để dễ dàng hơn trong cái việc truyền đạo. Thế nên là khi mà chữ quốc ngữ ra đời thì cũng rất là nhiều từ của tiếng Việt nó được vay mượn từ các nước khác. Vì vậy nên là có rất là nhiều những cái từ, những cái tên nó bắt nguồn là nguồn gốc của nó là những cái ngôn ngữ nước ngoài. Và ở trong tên của các ngày, trong các ngày trong tuần á, thì thực chất nó chỉ là cái sự phiên dịch âm của tiếng Bồ Đào Nha ra. Thì thực chất thì trong các ngày còn lại trong tuần ở trong tiếng Bồ Đào Nha thì được đặt tên theo các phiên trợ. Thứ ba thì được đặt tên em sẽ đánh vào đây nha, bởi vì em sợ là em đọc nó sẽ không có đúng tên á, bởi vì em không hề có biết cái tiếng này luôn. Chị chưa hình dung, bởi vì cái chữ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy nó giống như đặt tên theo số đếm vậy, thì nó ra gì đến chợ ta. Thứ ba thì đây là cái tên của nó, Tecafea, với nguồn gốc là phiên chợ thứ ba. Thứ tư nó với nguồn gốc là cái phiên chợ trong cái tiếng Bồ Đào Nha. Vì sao lại là Bồ Đào Nha mà không phải là tiếng Pháp, nếu như mà nói là cái người xây dựng chữ quốc ngữ của Việt Nam là ông Alexander Rhodes thì không phải là cái lịch sử mà về cái chữ quốc ngữ này á. Lam ơi, có thể đánh hộ cái phần tên của các phiên chợ vào đây hộ cái. Thì thực chất là nó cũng có rất là nhiều cái nguồn gốc về cái chữ quốc ngữ này chị ạ. Vốn dĩ thì nó thực chất thì không phải, thì trước nay là mình đều nghĩ là do tiến sĩ Alexandra người Pháp
là người có công trong cái giai đoạn phôi thai ấy, bởi vì bản chất của nó không có phải là của một người mà nó là kết quả của cả một nhóm người. Nhưng theo một số những cái nghiên cứu thì là ông này đã đạo công trình của Gaspardo Amara và Antoni Bosa và mang những cái tác phẩm của hai cái giáo sĩ này về Việt Nam. Vì vậy nên là theo những cái mà tra cứu nghĩa của những cái tên của những cái tiếng này á, thì nếu mà tra theo cái nghĩa của tên thứ hai, thứ ba, thứ tư mà mình đặt ra, nên là cái tên gọi của các ngày trong tuần này của mình thì có ý nghĩa trùng khớp với tên bên tiếng Bồ Đào Nha hơn là so với tiếng Pháp hay là tiếng Anh. Ok. Bây giờ chị sẽ nghĩ cách nào để nói lại một đoạn em đã nói với cô. Actually, the word of the days of the week, Vietnamese, they call it thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. And when we research about why we call it thứ hai, it is related to like Portuguese market day in Portugal, and it is related to have the name here in 16th century when there is some like người truyền giáo là gì, nó có một cái tên. Some like churchmen, like a father, someone want to press their religions. They come to Vietnam from Western country, and they help us to build the national language. Before that, we are not using the same language as now, but we use a half of Chinese and half of Vietnamese, but written in a different way. Now we use in a Latin, like A, B, C, D, and combined together. And this is thanks to the churchmen who comes to try to press the religion and trace back the origin of the days of the week. It is related to the market day in Portugal. Yes. Rồi em tiếp em. Cúc cô lên vỗ. Ok. Nội dung đó là ok rồi thì chị. Và ngoài ra thì nếu mà mọi người có để ý thì ở theo lịch Việt Nam thì nó khác với các lịch khác trên thế giới là nó sẽ có hai loại lịch mà chúng ta thường được nghe dưới cái tên đấy là lịch âm và lịch dương. Thì nếu như là lịch dương á, thì là bởi cái sự ảnh hưởng và cái sự phiên dịch từ các cái ngôn ngữ nó liên quan đến cái việc mà chuyển đổi cái chữ quốc ngữ, thì lịch âm thì nó lại là một cái ảnh hưởng bởi nhà Hán. Và nên là nó có những cái tên của nó thì em xin phép sẽ gửi vào trong trong nhóm nha, bởi vì em chưa có kịp làm slide á. And for that is the days of the week, and for calendar we also recognize that we are using two system of calendar here. We use a Western calendar integrate with the word, with the modern word that we use by dịch mồ hôi xong rồi bị đơ não luôn. Have the effect of the Western countries like England or French, we use the calendar that Group 3 have presented, and another calendar is the lunar calendar. It is with the effect of Chinese, and she's gì vậy? Sao gửi dịch group Zalo đang dịch chăm cho cô
nghe mà gửi group Zalo. Group Zalo. Ai ai giữ quyền thì sẽ lên màn hình của em cái. Ok, chị dịch xong chưa? Chị dịch xong cái đoạn đến định âm gì? Rồi. Okay. Yes. Thế thì cái âm lịch này, cái mà chúng ta đang dùng thực chất là lịch dùng theo là âm dương lịch, và còn có tên gọi khác là hạn lịch, nông lịch, hay còn gọi là cự lịch. Nó có cái tên cự lịch, lịch sau khi mà chúng ta sử dụng cái lịch tân lịch, hay là còn gọi là lịch dương á, một cách chính thức. Thì âm lịch thì tính thời gian dựa theo sự vận chuyển của mặt trăng quanh trái đất, còn dương lịch thì tính theo thời gian sự vận chuyển của trái đất quanh mặt trời. Nhưng mà giống với dương lịch thì âm lịch hiện tại cũng chia mỗi năm ra thành 12 tháng. Ngày đầu của tháng âm lịch là ngày Sắp, hay là còn gọi là ngày Nguyệt Cát. Ngày giữa của tháng trăng tròn là ngày Vọng, hay là còn ngày gọi là ngày Nguyệt Tận. Và đó, chị có cần em nói từng đoạn một xong rồi chị gì không, hay là em sẽ nói hết không chị gì? Chị đang thấy mẹ. Em nói từng đoạn cho chị dịch cũng được. Thôi bây giờ chị sẽ dịch cho đến cái đoạn mà mặt trời với mặt trăng nha, sau em nói tiếp nha. The two system of the two calendar system is the difference is with the western calendar it based on the traveling of earth around the sun, and the lunar system, the lunar calendar system is based on the traveling of the moon around the earth. But the similarity is the lunar calendar also divided a year by 12 months. Yes? Okay. Cái lịch âm lịch mà chúng ta đang dùng thì có nguồn gốc từ Trung Quốc, được hình thành từ năm 2698 trước công nguyên đến khoảng tầm 2590 trước công nguyên, được phát minh trong khoảng thời gian đó, và có cái cơ sở vững chắc từ năm 841 trước công nguyên. Nhưng từ đó đến nay thì cũng có rất là nhiều lần thay đổi mốc định mốc của ngày tháng đầu tiên. Ví dụ như với cái chiều nhà Hạ vào năm 2205 đến năm 1766 trước công nguyên thì chọn tháng Dần là cái tháng thứ nhất, hiện nay là tháng Giêng. Còn nhà Thương vào năm 1766 đến năm 1722 trước công nguyên thì chọn tháng Sửu là tháng thứ 12 làm tháng Giêng. Còn nhà Chu vào khoảng 1122 đến 256 trước công nguyên thì chọn tháng Tý, tức là tháng thứ 11 làm tháng Giêng. Còn nhà Tần vào năm 221 trước công nguyên đến năm 226 trước công nguyên thì chọn tháng Hợi, tức là tháng thứ 10 thì làm tháng Giêng. Và đến thời Hán Vũ Đế vào năm 144 trước công nguyên thì mới quay lại lấy tháng Giêng là tháng Dần. Và lịch kiến Dần được sử dụng từ thời đó đến nay và không có thay đổi nữa. Trời ơi, em nói như vậy thứ nhất là trẻ nó không hiểu. À chắc chắn là trẻ nó không hiểu bởi vì chị không hiểu gì cả. Bởi vì chị không hiểu nên chị không thể dịch lại sao được. Là nó đã được thay đổi rất là nhiều. Okay. And the time for beginning of lunar calendar is different by the different empire of the Chinese. That because we are Vietnam is using lunar calendar is based on lunar calendar of Chinese, and each emperor when they win the country, they change another month to start a year, and only until sometimes that is stable until now. Rồi. Ổn định cho em. Okay. Và theo âm lịch thì cũng sẽ có rất là nhiều cách gọi. Ví dụ như là tháng thứ nhất, tháng đầu tiên á, thì với cái tên tiếng Việt mình sẽ gọi là tháng Giêng. Còn nếu với tên Hán Việt thì sẽ gọi là tháng Dần. Và nếu mà tính theo là 12 con giáp thì đó sẽ là con hổ. Và nếu theo tên gọi của các loài cây thì nó sẽ có cái tên là chính nguyệt. There's different names of calling the names of the months due to calendar, due to lunar calendar, because there's three ways to call a month in lunar calendar. It can call this tháng Giêng,
it is a different system. And another system is calling due to the animal, like the first month is the month of the tiger. And it's also have another system to call months by the plant. Like the first month is chính mùi gì đó. This is the name of the plant or the flower stuff. Yep. Tháng thứ hai thì chúng ta thường gọi là tháng hai, nhưng cái tên Hán Việt của nó tên Hán. Chị nghĩ là không cần phải đi như vậy mà mình có thể bỏ tiếp đi, tại em sẽ nói tới 12 tháng lận và nói với cô thì cô cũng sẽ chẳng nhớ được đâu. Hay là nói hết luôn. Vậy thì nói hết một lần luôn ha, không cần phải dừng lại nha. Thì cái tên tiếng Việt của tháng thứ hai là mình thường gọi là tháng hai, tên Hán Việt là Mão, và nó là đại diện của cái con vật của con mèo, và nó được theo tên gọi của loài cây là tháng hạnh nguyệt, hay còn gọi là tháng hoa mơ. Tháng ba thì sẽ là tên Hán Việt là Thìn, và cầm nó đại diện là con rồng, và tên theo loài cây là đào nguyệt, tức là tháng hoa đào. Và tháng tư tên Hán Việt của nó là Tị, nó con đào vật đại diện là con chuột, và tên theo loài cây là Mai Nguyệt, hay là còn gọi là tháng hoa mai. Tháng năm thì tên Hán Việt của nó là Ngọ, và cầm tinh là con ngựa, tên gọi theo loài cây là Lự Nguyệt, hay là tháng hoa lự. Tháng sáu thì tên Hán Việt của nó là Mùi, cầm tinh là con dê, tên gọi theo loài cây của nó là Hà Nguyệt, hay là còn gọi là tháng hoa sen. Và các tháng khác thì cũng lần lượt là sẽ theo cái thứ tự của 12 con giáp, sẽ là Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, và tương ứng với nó sẽ là tên, những cái tên như Lan Nguyệt là tháng hoa lan, hay Quế Nguyệt là tháng hoa quế, và Cúc Nguyệt là tháng hoa cúc, và Lương Nguyệt là tháng tốt lành, Đông Nguyệt là tháng mùa đông, và Lạc Nguyệt là tháng chạp. Đây là một số những cái quan điểm về cái lịch âm lịch mà người Việt Nam sử dụng song song với cái lịch dương lịch. Okay. Then she lists down the 12 months and what is the name of the 12 month in three system of calling. First one is the name, some two different names in the first month and the 12th month. Other than that, is still the same with how we call it in number. Okay. The second ways of calling is based on the animal system. The third way is calling based on the flowers or plant system. Yes. Vậy là nhóm năm xong chưa ạ? Trên đây là toàn bộ những cái gì mà bọn em tìm kiếm được liên quan những cái lịch của dương lịch và lịch âm lịch của Việt Nam ạ. Bọn em xin lắng nghe. Rồi, cảm ơn mọi người. Nhóm 4, 8 có xong chưa ạ? Có chuẩn bị chưa? Là các bạn có chuẩn bị chưa? Có thì nói có, còn chưa thì nói chưa, không sao hết. Ok. Nhóm 4. Nhóm 4 thì sao ạ? Hữu ơi, nhóm em là nhóm 4 đó Hữu. Nhóm đã chuẩn bị chưa Hữu ơi? Mình có chuẩn bị rồi thì mình nói có, còn không thì mình nói không, thì mình để cô biết, để cô xem là mình sẽ làm tiếp cái gì ạ. Group 8 hasn't finished yet. They are not ready. The recording has, this meeting is being recorded. Okay. Yeah. So, thank you very much, Group 5. You also have, you're ready. Group 4 is not ready. That's what you said. No, Group 8 is not ready yet. Yeah, Group 8 is not ready. Group 4 hasn't answered yet.
Say again, sorry. Group 4 hasn't answered yet, but I see it. Okay. Now also time is also almost over. It was still 3:30, you know, the session. So we only could, three groups could be present. So I'll get, remaining groups have to present. Mm. So we have to decide another session. That's what I understand. Okay. Rồi thì bây giờ cũng sắp hết giờ rồi và cũng chỉ mới có ba nhóm trình bày thôi. Thì những nhóm khác hãy về chuẩn bị lại cái bài trình bày của mình và mình sẽ trình bày trong cái buổi học tiếp theo ha. Yes. Okay. Yeah, that's right. Okay. The recording has stopped. Okay, fine. So I think the session is over. Yeah, right. Okay, so see you next time. Yes, next time. Next section is you or another person? Another person next session. Okay. Thank you. See you. Take care. Thank you all. Thanks, students. Okay. Rồi, tạm biệt mọi người ha. Mình sẽ nghỉ giải lao và quay lại lúc 5:30.